Mời cộng đoàn lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em, khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta hiệp với giáo hội lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu về các mối phúc cho đời sống Kitô hữu trong chương 5 của Tin mừng theo Thánh Matthêu. Lời của Thiên Chúa trong Thánh Kinh và lời của Chúa Giêsu luôn là phúc lành dẫn đưa chúng ta đến sự sống trọn hảo. Đó là sự sống được xây dựng trên những nền tảng nhiều khi có thể khác lạ với suy nghĩ và ước muốn tự nhiên của con người. Trong thực tế cuộc sống hôm nay, nhiều người vẫn dành nhiều tâm lực và trí tuệ, hăng say miệt mài, tìm kiếm sự giàu có về vật chất và sự cao sang về vị thế xã hội, xem đó là nhu cầu chính đáng và thiết thực. Cũng vậy, sự phát triển của xã hội ngày nay nhiều khi được đánh giá dựa trên sự tăng trưởng về các lĩnh vực kinh tế, quân sự, các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ. Thậm chí còn đề cao ngành công nghệ giải trí hơn là chú tâm phát huy những giá trị tinh thần như cổ vũ hòa bình, công bằng xã hội, phẩm giá con người và tình liên đới hoàn cầu. Đang khi đó, lời tâm phúc của Chúa Giêsu lại tuyên bố một cách mạnh mẽ về những giá trị hạnh phúc của Thiên Chúa dành cho chúng ta ngay trong cuộc sống trần gian và hướng tới đời sống mai sau, nhưng lại dựa trên nền tảng của tinh thần khó nghèo, của đức ái và những hy sinh để sống và làm chứng cho nước trời mai sau. Chúa Giêsu đã bảo đảm cho chúng ta rằng hạnh phúc nơi Thiên Chúa là chân thật, chắc chắn, viên mãn và vững bền. Vì chính Thiên Chúa luôn hoạt động theo quyền năng, sự khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa để chăm sóc, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta từng bước một sống trọn thân phận làm người. Tin mừng về các mối phúc của Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn ưu ái dành cho chúng ta sự sống và những ân lộc của nước trời. Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, luôn sẵn sàng cúi xuống để an ủi, thương xót khi đón nhận chúng ta làm con và nâng niu cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa đổ đầy thân tâm chúng ta sự trọn hảo của người khi chúng ta khao khát hướng về người là cùng đích tuyệt đối. Các mối phúc tin mừng dẫn đưa chúng ta trở lại với sự công chính nguyên sơ khi con người tự đặt mình lệ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa, hòa nhập trọn vẹn vào sự sống của Thiên Chúa và sự hiện hữu sống động của tất cả các thụ tạo khắp vũ hoàng. Hơn nữa, các mối phúc tin mừng còn mời đón chúng ta sống trong thời hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu, khi con người được giao hòa với Thiên Chúa, hòa giải với muôn loài nhờ lòng thương xót của Chúa Cha và nhờ công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu. Lời chân phúc của Chúa Giêsu gợi mở những phương thế tích cực để hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống trọn hảo ngay trong hiện tại, khi chúng ta sống tinh thần khó nghèo để được tự do quy hướng toàn bộ con người và cuộc đời chúng ta vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong thái độ hiền hòa, khiêm hạ và tín thác, để chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu
hiện hảo hơn mỗi ngày. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta biết sống ý nghĩa của nỗi buồn sầu nơi phận người khi nhận ra nhiều trở ngại trên con đường đến với Chúa và với tha nhân trong đức tin và đức ái, để chúng ta biết dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa vượt thắng mọi trở ngại vì lầm lạc, lười nhác, sân si của thế tục, để sống cho Thiên Chúa trong ân sủng và tình yêu, hiệp hành với tha nhân, hướng đến niềm hy vọng hồng phúc. Chúa Giêsu cũng cổ vũ những tâm hồn trong sạch, khao khát sự công chính. Những ai sống theo lòng thuần khiết, ngay thẳng và chính trực sẽ luôn tìm kiếm chân lý tuyệt hảo nơi Thiên Chúa, thì tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của họ đều hòa hợp trong một chí hướng là để cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện và nên hoàn tất trong cuộc sống của họ. Những người có tâm hồn thanh khiết vươn ra khỏi những vị kỳ thấp hèn của bản thân, can đảm đối diện và ứng phó với cả những thách đố của cuộc sống, để cuộc đời họ không ngừng được biến đổi, được thôi thúc sống dấn thân, phục vụ cho việc xây dựng gia đình của Thiên Chúa trong tin yêu và sự khát khao cháy bỏng, được nên công chính hoàn thiện. Họ trung thành bước theo Chúa Giêsu trong ơn gọi và sứ mạng đời mình, vì xác tín rằng chính Thiên Chúa sẽ làm cho họ luôn mãn nguyện. Khi sống với căn tính và phẩm giá là con cái của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thực sự biết rung cảm, thương xót và thông hiệp với những anh chị em nghèo khổ, như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta cách quảng đại nhưng không. Lòng thương xót của Thiên Chúa soi dẫn và thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ gánh nặng phận người với anh chị em mình theo những sáng kiến và những điều kiện linh hoạt, để giúp anh chị em trong những tình cảnh nghiệt ngã tìm thấy sự bình an và sức mạnh nơi Thiên Chúa. Lòng thương xót cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để giúp cho những người thiện tâm nỗ lực xây dựng hòa bình cho tha nhân. Đó là tinh thần mà Đức Thánh Cha Francisco đang tha thiết thúc đẩy cộng đồng thế giới, đặc biệt là tìm mọi cách thế đối thoại hòa giải để tái lập hòa bình cho đất nước và dân tộc Ukraine phải gánh chịu bao nỗi khốn khổ, mất mát và thương vong vì cuộc chiến phi lý và bất công kéo dài nhiều tháng nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sống trong lời phúc lành của Chúa Giêsu và được mang danh Kitô hữu trong cuộc đời, chúng ta luôn được khích lệ để sống đúng ý nghĩa ơn gọi làm người và làm con của Thiên Chúa, là tìm kiếm và thi hành thánh ý của Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhiệt thành vươn tới những giá trị nước trời, để mỗi ngày trong cuộc sống tại thế, chúng ta biết sống thanh thoát hơn với những ràng buộc của tinh thần chiếm hữu, ích kỷ và kiêu ngạo, để được tự do sống với tinh thần khó nghèo, yêu thương và phục vụ vì nước trời, để trở nên những người công chính nhờ ân sủng yêu thương của Thiên Chúa trong thời hồng ân cứu độ. Amen. Dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu người không tính toán. Lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu người như Chúa yêu con. Xin Ngài dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Liên kết đoàn con nên một trong danh Chúa. Cuộc sống soi chiếu tình thương cho người khắp chốn muôn nơi. Xin Ngài dạy con
biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Lời Chúa vang mãi ngàn năm, yêu người không phân cánh. Trời nắng hay lúc trời mưa, Cha hằng ban xuống như nhau. Xin Ngài dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng.